Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Rong kinh là một trong những rối loạn kinh nguyệt thường gặp ở chị em. Nếu kinh kéo dài trên 7 ngày gọi là rong kinh, có người kinh ra hết rồi lại có, một tháng có 2-3 lần. Rong kinh kéo dài không chỉ gây hoang mang lo lắng, gây khó chịu, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chị em. Theo đông y, nguyên nhân do nội thương phần nhiều là ăn uống thất thường, lo nghĩ quá độ, do ngoại thương phần nhiều là nhiễm phong hàn, thấp, sang thương hoặc viêm nhiễm. Sau đây là một bài thuốc nam dân gian thường dùng phòng trị rong kinh. Nếu rong kinh mà ăn ngủ kém, da xanh do tỳ hư không thống nhiếp huyết. Phép trị, bổ khí kiện tỳ cầm huyết. Dùng một trong các bài: củ sen 100g, hạt sen 30g, kinh giới 40g tươi sắc uống 3 lần ngày một thang. Gương sen, nghệ khô liều bằng nhau sao vàng tán nhỏ cho vào lọ uống ngày 3 lần, mỗi lần 12g. Ngải cứu 100g, gan heo 40g hoặc gan gà vịt, nấu ăn cả cái lẫn nước. Nếu rong kinh mà người nóng nhiệt mặt đỏ do can huyết nhiệt. Phép trị, thanh nhiệt cầm huyết, mát can. Dùng một trong các bài: cỏ mực, hoa hòe, lá sen mỗi vị 12g sắc uống ngày một thang, uống vài thang. Đậu đen 50g, ngó sen 40g, nấm mèo 20g nấu ăn cả cái lẫn nước. Tâm sen 12g, rễ chanh 20g, thảo quyết minh 12g, hoa hòe 12g, sắc uống ngày một thang. Rau dền cơm 100g, chắc bá diệp 50g, sắc uống ngày một thang. Bồ hoàng, hoa cỏ nến, 20g, gương sen 12g, sắc uống ngày một thang. Tâm sen 10g, lá tre 20g, đậu đỏ 40g, chắc bá diệp 20g, sắc uống ngày một thang. Nếu rong kinh hay bị viêm nhiễm hoặc sang thương, đau bụng do huyết ứ. Phép trị, hoạt huyết, hành ứ, chỉ huyết. Dùng một trong các bài: kinh giới 50g, rau má 40g, mã đề 20g tươi giã tươi vắt nước uống hoặc sắc uống ngày một thang. Lá huyết dụ, rễ cỏ chanh, nghệ mỗi vị 20g, sơ mướp 20g sao vàng, sắc uống ngày một thang. Bách thảo xương, bồ hóng nấu bằng rơm dạ, 15g, bồ hoàng, hoa cỏ nến, 15g sắc uống ngày vài lần. Lá sen sao vàng 14g, nga chuột 12g, cỏ cú 16g, hoàng bá nam sao đen 12g, sắc uống ngày một thang. Thích mẫu, uất kim, hương phụ, ngải cứu mỗi vị 12g, sắc uống ngày một thang. Tam thất, hương phụ, gừng sao đen liều bằng nhau tán nhỏ, dùng ngày 3 lần, mỗi lần 12g uống với nước ấm. Trên đây là một số vị thuốc, bài thuốc nam phòng trị rong kinh hiệu quả, hầu như không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, mỗi bài đều có tính vị tác dụng khác nhau nếu biết lựa chọn phù hợp thể chứng mỗi người hiệu quả càng cao.